Hết 2 cộng u 2 bằng bao nhiêu? À, bằng 2H2O. Tốt nghiệp tại học viện ăn vặn, chuyên ngành vạch mặt bốc phốt, mà tôi phải đi làm cái việc như thế này. Có gì để mai? Bố mày đang mệt. Ngày mai trời đi, vợ chồng con dậu nó đi phượt sang Lào. Hay mình nghỉ một hôm, cả nhà mình đi KFC nhá. Nỡ có sốt lắm đâu, bão đến nơi rồi lại còn thích nhi đu đưa ở nhà. Mẹ cha mày, nước gì mà nóng thế? Thứ đàn ông không biết thương vợ thì chỉ được uống nước lã đun sôi thôi. Mày bị ngáo à? Ngáo đấy. Út khỏi nhà bà ngay trước khi bà úp thẳng cái bát này vào mõm mày. Ông bà ta có câu: để vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Đây là một câu chuyện buồn. Mày dám đánh ông hả? Mày dám cụ ba. Trông cụ giống cái rì dài bình tê. Anh chí đấy à? Bà nhà đuổi tôi ra khỏi nhà mà chẳng nói rõ đầu đuôi như nào cả. Tôi khổ lắm anh chí ạ. Vẫn làm trai 12 bên nước, buồn thì nó đục mà vui nó cũng đục nốc. Cụ bá uống đi. Và khi hai mảnh đời khốn cùng gặp nhau, họ quyết tâm đứng lên để đòi lại sự công bằng cho một nửa nhân loại. Và chuyện gì đến sẽ đến.